Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Hùng Tin Nhật Bãi. Vâng, lời đầu tiên Hùng Tin kính chúc đến toàn thể các bác một buổi tối tràn đầy niềm vui và hạnh phúc bên gia đình. Vâng, bác ơi, ngày hôm nay thì Hùng Tin em lại gửi đến các bác một mẫu bếp, đó là thương hiệu Zinai phiến vạn các bác ạ. Vâng, dòng thương hiệu Zinai phiến vạn này thì rất là dễ sử dụng các bác nhé. Nhất mà các bác mà cao tuổi có thể là sử dụng cái dòng bếp này thì nó vô cùng là an toàn các bác ạ. Vâng, nó không có nhiều chức năng, tức là nó chỉ có chức năng là phiến vặn để nấu, và ở trên thì nó có hai cảm biến nhiệt để cho mình nấu, khi mà đang nấu thì có thể là khóa ga tắt lửa với cái mức độ là nhiệt độ cao các bác nhé. Và bây giờ trước hết là em sẽ quay thành vách để các bác có thể là theo dõi một chiếc bếp Zinai này. Dòng bếp này thì nó lại là dòng bếp nguyên bản nữa các bác nhé, và đời cao nữa các bác ạ. Cái này thuộc là đời 19 các bác nhé. À, cái này không phải là đời 19 các bác ạ, nguyên bản, nhưng mà đời 15. Vâng, bề mặt đằng trên của bếp, bề mặt đằng trên của bếp là mặt men màu đen các bác nhé, rất là đẹp. Bo lửa của dòng bếp này nó là thuộc nhôm nguyên khối, đó, đang còn mới kinh keng. Và đây là họng zin nguyên của nó đây các bác nhé, tức là sau khi người Nhật họ sử dụng rồi thì bên em đem về chỉ lau dọn thôi các bác nhé, không hề sơn xịt lại, rất là đẹp này, vuông thành sắc cạnh, không hề xây sức móp méo ở đâu. Vâng, ở trong lò nướng này, khay nướng này, vị nướng là yên ốc, còn khay là men zin các bác nhé. Đấy, rất là đẹp, cái này vuông thành sắc cạnh các bác ạ. Đó, ở trong khay nướng này, trong lò nướng này. Vâng, bây giờ em sẽ test về chức năng của cảm biến đáy nồi và ngọn lửa để cho các bác theo dõi. Một chiếc bếp Zinai, ngọn lửa của nó vô cùng là đẹp luôn các bác ạ. Nó rất là xanh lửa và đẹp lửa này. Cái dòng phiến vạn này thì rất là dễ sử dụng các bác nhé, nó rất là nhẹ. Vâng, bây giờ em sẽ test một bên là cảm biến đáy nồi, và một bên thì em sẽ test về gió thổi tắt lửa các bác nhé. Sau khi mà các bác đang nấu như thế này mà chẳng may gió thổi tắt thì phải trong vòng 5 giây sau nó mới khóa ga các bác nhé. Vâng, trong vòng 5 giây sau thì các bác chờ đợi em. Và sau khi mà chờ đợi về cái cảm biến đáy nồi và cái gió thổi tắt lửa thì em sẽ giới thiệu về cái ưu điểm của dòng bếp này. Khi mà các bác nấu, đang nấu ở trên bếp như thế này, chẳng may mà nước nó sôi trào xuống cái bề mặt này thì hai cảm biến nhiệt ở giữa nó sẽ tự động khóa ga và ngắt lửa các bác nhé. Đó là cái ưu điểm đầu tiên. Và cái ưu điểm thứ hai là khi mà các bác kho cá, kho thịt ở trên bếp thì các bác cũng không sợ là bị cháy nồi khi mà các bác quên các bác nhé. Bởi vì là cái dòng cảm biến này nó luôn luôn đo cái nhiệt độ, sau khi mà nhiệt độ của đáy nồi đã lên trên 200 độ thì nó sẽ tự động khóa ga và ngắt lửa các bác ạ. Vâng, cả hai bếp của em bên này thì đã tắt lửa khi mà nhiệt độ lên cao, còn bên này thì đã báo về dấu hiệu khóa ga rồi. Bây giờ em sẽ test lửa. Bác nắm bắt được cái dòng bếp này nó rất là an toàn, vô cùng là an toàn luôn, không hề bốc cháy các bác ạ. Bởi vì khi mà nó đã khóa ga rồi thì cái lượng ga sẽ không dò dỉ ra nữa các bác nhé. Nó sẽ không dò dỉ ra và nó sẽ không gây sự cháy nổ. Đấy, rất là an toàn bảo đảm. Bây giờ em sẽ test luôn về chức năng của lò nướng. Và các bác nắm bắt theo dõi về cái dòng bếp này. Đó, ngọn lửa của lò nướng thì cũng rất là đẹp các bác ạ. Vô cùng là đẹp này, nó rất là xanh lửa luôn. Cái dòng bếp này em nhắc lại là nó là thuộc dòng nguyên bản các bác nhé. Vâng, nó có thêm cái lò nướng như thế này thì rất là tiện lợi. Khi mà các bác thích ăn đồ, không thích ăn đồ trên rán nữa thì các bác có thể là nướng thức ăn vào đây. Đấy. Khi mà các bác nướng thức ăn vào đây thì cái dòng bếp mà có một tầng lửa như thế này thì nó chỉ nướng được tầm một cân tôm thôi các bác nhé. Một cân tôm hoặc là một cân cá thôi. Vâng, rất là tiện lợi các bác ạ. Ở trên thì các bác có thể là nấu canh hoặc là các bác xào. Đấy, còn ở dưới thì các bác có thể là nướng tôm, cua, cá, thịt. Đấy, tất cả các thứ các bác có thể là nướng vào đây được. Và trước khi mà nướng thì các bác có một cái miếng kính như thế này, các bác nhìn vào trong thì các bác có thể là nhìn thấy được cái thức ăn của mình. Khi mà nó chín vàng cái lượt trên rồi thì các bác lại lấy ra để lật lượt dưới lên các bác nhé.
rất là ngon thức ăn các bác ạ. Vâng, em sẽ quay gần để bác có thể là theo dõi được ngọn lửa của cái dòng bếp này, nó vô cùng là đẹp này, nó rất là xanh lửa và đều lửa các bác nhé. Và cái ưu điểm cũng như là cái chức năng em đã test rồi để cho các bác nắm bắt được rồi, thì bây giờ em sẽ đưa ra giá thành cho các bác theo dõi và lựa chọn cho gia đình nhà mình các bác nhé. Cái này thì em đang bán với giá là 2.100.000 đồng. Vâng, bác nào mà muốn, à quên, em xin lỗi, cái này là em bán là 2.400.000 đồng bác nhé. Bác nào mà muốn sở hữu về cái dòng bếp này thì các bác có thể là liên hệ vào số điện thoại của em là 0336148716 các bác nhé. Và sau khi mà bác đã ưng rồi thì các bác chụp lại gửi vào Zalo cho em. Và bên em thì sẽ bao ship toàn quốc, đồng thời là bảo hành cho các bác là 1 năm, hỗ trợ về kỹ thuật cho các bác là trọn đời. Và tặng cho mỗi bếp là một đôi pin các bác nhé. Và cái dòng bếp này thì nó đánh lửa là bằng pin, một đôi pin đại như thế này thì bác mua ở đâu cũng được. Và sau khi mà gần hết pin rồi thì nó có một cái bóng đèn ở đây, nó nhấp nháy để báo dấu hiệu là gần hết pin. Các bác mua sẵn một đôi pin, khi mà hết pin rồi thì các bác lại thay thế vào bác nấu các bác nhé. Các bác thấy đó, ngọn lửa khi mà nó đang cháy to thì bỗng nhiên nó lại nhỏ lửa lại. Đó là cái cảm biến nhiệt, nó đo cái nhiệt độ mà nó thấy lên cao rồi thì nó lại giảm lửa lại các bác nhé. Đấy, cho nên là cái sự không tốn ga là nó nằm ở đây các bác ạ. Và sau khi mà cái cảm biến nó đo thấy cái lượng trung bình rồi thì nó lại cho lửa to để nấu các bác nhé. Rất là an toàn, cái dòng bếp này thì nó vô cùng là an toàn. Vâng, giá thành thì em cũng đưa ra rồi và các bác cũng đã xem rồi, thì các bác mà muốn lựa chọn cái dòng bếp này thì các bác liên hệ vào số điện thoại của em các bác nhé. Và đến đây thì em Thinh xin tạm dừng video. Bác nào mà đang xem kênh của em thì cũng mong ủng hộ cho em nút like và đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ.